Bạn không nên gửi email khi mà bạn chưa cung cấp đầy đủ thông tin, hoàn cảnh hay chưa nói rõ mong muốn của bạn. Người đọc sẽ không thể hiểu hết được ý nghĩa của bạn muốn nói. Đừng gửi khi mà bạn chưa điền đầy đủ danh sách người nhận. Đừng gửi khi bạn chưa tách file hay là chia sẻ những cái file cần thiết. Đừng gửi khi bạn chưa viết tiêu đề của email. Các bạn cũng đừng có gửi khi mà các bạn chưa có chữ ký của email. Và hãy cẩn thận với cái việc sử dụng chuột, bởi vì nhiều khi chúng ta sẽ vô tình click vào nút send mà không hề biết.